些。行。Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Kim Huỳnh UK Cuộc Sống Anh Quốc. Nếu bạn là lần đầu tiên đến với kênh thì mình là Kim, hiện đang sống tại vùng ven của Liverpool, nước Anh. Hôm nay là ngày thứ hai nhà Kim trang trí Giáng sinh hả cô chú anh chị. Hôm nay ba chia sẻ cùng làm cây thông Noel đó mọi người. Và mùa đông rồi hả cô chú anh chị, cho nên là cây lá nó cũng đã rụng trụi hết rồi mọi người. Sáng sớm ra ngủ dậy nhìn ra ngoài, sương đá đóng ở trên cành với lại ở trên đường nè. Nhìn thấy cảnh này lạnh lẽo cũng buồn quá hả cô chú anh chị. Kim sử dụng cái sữa này là whole milk hơn cô chú anh chị, là cái phần trăm chất béo nó cao đó mọi người, thì uống cà phê nó sẽ ngon hơn đó cô chú anh chị. Hôm nay Kim cũng dọn hết những cái hình này xuống hả cô chú anh chị. Những cái hình này em Chi vẽ nè, rồi dán lên đây cỡ hơn một năm rồi đó cô chú anh chị. Bây giờ đem xuống rồi để những cái hình khác lên đó mọi người. Những cái hình này là từ lúc sinh nhật của ông nội Chi Chi đó cô chú anh chị, Kim dán lên nè, bây giờ Kim lấy xuống luôn mọi người. Trên cái bức tường này Kim đã gắn lên ba cái hình này hết cô chú anh chị. Thấy đẹp không? Đẹp quá. Cái ngôi sao này là để gắn lên ngôi cây thông Noel nè cô chú anh chị. Có đèn nè, đẹp quá trời. Thôi thay thông được.
Má rớt kinh tiếng tùm lum hết trơn rồi. Rồi dẹp qua bên đi. Từ để mẹ cắt ngay nữa. Cái gì trong đó đây? Mày đèn nữa nè chị, đèn ngôi sao nè chị nè. Cái đèn này có thể xài USB ha. Cái chui nè, cái chui gắn USB hoặc là xài pin cũng được ha mọi người. Đẹp không? Rồi con mở cái khác nữa đi, mở này nữa. Đưa cái thùng này mình dẹp cái hộp này, ngốt dẹp một cái thôi, một cái rồi để lên đây nè. I'll put one for the bells. Rồi, đi đi. Màu gì? Màu trắng để đó đúng không? Rồi, ok, còn cái để đâu? Thank you.
Đẹp chưa Chi? Mẹ cảm ơn Chi nha. Nhưng mà nhiều quá con ơi. Thôi kệ, đẹp. Rồi để vô. Vô đây ha. Rửa tay đi, rửa tay chuẩn bị ăn cơm nè. Thì bây giờ nhà Kim chuẩn bị trang trí cái thông Noel hả cô chú anh chị. Cái thông này nè là cái thông cũ hả mọi người à, cứ mỗi năm là đều lấy ra xài lại đó cô chú anh chị, khỏi phải mua. Nó tên là lát chi. Put it in there for me like that, you put it in there. You push it all the way down. Now you don't have to, no, stand up like that. See? You just drop it in there for me. That's it. Right, and there's all numbers and colours, look. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Right, and let me help you. Each one has a number. Right, wait. That's black, yellow, orange, white, green. Giỏi quá. Then you got to lift it up here like that to get it in easier. Wait a minute, which is number 6. Right, okay. You want you to go around there again? Yeah. No, down here. Yeah, and then the where would I? Right, okay. There's another one. Chị làm cái này đi. You do them all when it's all, when they're all on. Yeah, chị làm đi mẹ máy này cho. Come on. That's it. Now what about, you open it. About, I put here you go. I put the... Here, see? Could have all been down. I always think it gets broken. It won't get broken, babe, it's metal. Here you go. There's the hole by my, where my finger is. Yeah. I don't want to break this. Mẹ ơi, cậu bé nó còn